đây mọi người, cái bản này là được gần đây được cộng đồng mạng chia sẻ rất là nhiều về cái việc mà quán hỗ trợ shipper. Thì hôm nay mình đến đây trò chuyện với cái chị chủ quán để biết lấy cái ý tưởng hay là có một cái nào đó để hỗ trợ lớn cho những người shipper món ăn như hiện tại ở Sài Gòn của mình. Thì ở đây mình đọc luôn cho mọi người thấy nha: quán hỗ trợ shipper, khách không nhận hàng thì quán sẽ nhận lại bánh trong ngày và hoàn tiền đơn lại cho anh chị shipper. Thứ hai là khi khách báo thiếu món trong đơn hàng thì quán sẽ hỗ trợ shipper khác giao bổ sung, và các anh chị này thì không cần quay lại quán. Với sự cộng tác của quán thì mong rằng các anh chị shipper sẽ an tâm làm việc. Con cuối rất là dễ thương luôn. Thôi mình vô mình trò chuyện với chị chủ quán nha. Chị chia sẻ thì sao mà mình để cái bảng hỗ trợ các anh shipper như vậy, là mình thấy là cái tâm sự của các anh như thế nào hay sao? Thì mình mở quán bán cũng 4-5 năm rồi, thì gần đây thì mới có cái dịch vụ giao hàng Foodie, GoViet với lại Grab. Thì trong quá trình nhận hàng thì các anh có những cái nỗi niềm như là bị bơm hàng nên phải ăn hết cái phần cái đơn hàng đó, hoặc là như là bị thiếu tôn trọng khi đến những cái quán họ không có tôn trọng mình đó. Tại vì các anh nói là các anh cũng là người mua hàng. Rồi thêm nữa là những cái tâm sự như là kẹt xe nè, rồi sự quản lý từ phía dịch vụ cung ứng, dịch vụ giao hàng á. Rồi khách hàng nữa họ có những cái yêu cầu như giao nhanh, giao chậm, rồi địa điểm nữa. Thì mình cũng là một người lao động bình thường, thì mình tiếp xúc nói chuyện với các anh á, thì mình hiểu được những cái khó khăn. Thì quán mình thì bán cũng có uy tín nên cái lượng bơm hàng rất là ít, nhưng mà các anh thì giống như là không được cái tự tin khi mà giao hàng á, nên cứ hỏi mình là chị ơi, nếu mà em không có, khách không lấy thì em trả lại cho quán được không, tại vì đồ cũng là đồ tươi á, sử dụng trong ngày. Thì mình nghĩ cái lượng mà bơm hàng rất ít, đâu phải khách nào họ cũng có những cái hành vi như vậy, nên mình nghĩ vậy nên mình ok, mình hỗ trợ đổi trả cho các anh. Rồi trong quá trình mà bán hàng á, ví dụ như là đông quá cái mình làm thiếu món, làm sai món, thì mình cũng đặt shipper khác giao cho khách hàng, mà không các anh không phải quay lại lấy. Mình đang làm cái phô mai phải không chị? Cái này là sốt me. Dạ, sốt me. Phô mai cái đỏ. Dạ. Cái là bánh tráng cuốn. Ủa, còn tí mình sẽ làm truyền thống. Truyền thống hồi nãy hình như em gọi là truyền thống là như bình thường hả chị? Có một cái bịch trên đó đó, thì mình bỏ nước rồi vô mình trộn ăn. Vậy là cái bàn, là cái bàn chuyên dụng cho mình mấy bánh tráng nè, mình cuốn bánh tráng. Chuyên dụng cuốn tráng. Dạ. Cái này bị sao hả? Thơm hả chị? Ruốc á. Dạ. Ruốc nó quán tự rang á, nên cái màu nó phải đỏ đặc. Dạ. Hồi trước á, là trước khi có dịch vụ giao hàng các kiểu á, là chị cũng nhận văn phòng, nhận đơn đặt hàng của văn phòng, rồi cái chị vừa nghe điện thoại, vừa chạy đi giao, mà mỗi khi mà trời mưa lớn rồi xe hàng đồ á là sợ lắm, rồi còn sợ bị đồ bị bể, bị rớt ra nữa. Rồi các đơn khác nó bị trễ nữa, rồi mình điều phối dường như ba mình, bạn mình nó hỗ trợ mình đi giao nữa, rồi gọi điện về nhờ người nhà mình làm bánh tráng, rồi mình chạy về mình lấy mình lại đi giao, nên mình hiểu được cái nỗi lòng của shipper lắm chứ. Đúng rồi, mình cũng là từng trải qua ha. Đúng rồi, đó là những con đường mình đã trải qua. Rau, rồi xoài, tương ớt, với sốt phô mai. Bơ phô mai của quán là tương ớt. Quán này sao lại có tên Tám Kiền vậy? Tám Kiền là tại vì hồi xưa chung là chị Tám là dành cho những người mình vừa ăn bánh tráng vừa nói chuyện á,
là 8. À. Còn ghiền là giống như ăn bánh tráng rồi 8 là ghiền vậy thôi. Cái đơn giản vậy đó. Thì tên sử dụng cũng lâu rồi. Mấy năm rồi chị? 5 năm rồi bạn. 5 năm là mình chính thức để tên Tám Ghiền á. Còn hồi trước thì mình bán mình không có để tên. Nhưng mà chủ yếu của mình là ship thôi đó chị. Chứ ở đâu rồi. Mình tại vì cái địa điểm mình nó nằm trong hẻm nó nhỏ quá. Trong truyền thông. Hợp với mình. Nên mình chỉ cho khách mua mang về chứ không có ngồi lại được. Ở đây thì mấy cái đồ trộn của mình, cái nào mình làm chị? Mình làm hết đó bạn. Hết luôn. Không, cái cô mực là không có làm thôi, là rút á, mình mua rút khô á. Giờ mình rạc, mình xào tự nhiên nó vàng. Rồi mình bỏ thêm tí đường cho nó điều vị lại á. Lẽ là cái màu kia là cái màu kiểu nó đỏ đỏ là do người ta bỏ màu đúng không? Đúng rồi. Nó thơm đó. Dạ. Còn cái này là hành phi, là hành bắp nè. Mình mua bạo rồi cái hành phi nè. Cái nó giòn, nó vàng. Giòn, vậy là tổng cái menu của mình là khoảng có bao nhiêu món chị? Cũng khoảng hai mấy 30 món á. Tại vì bạn biết sao không, mình bán online thì mình phải thay đổi cái khẩu vị của khách. Chứ mình có 1-2 món thì người ta ăn người ta cũng ngán. Cũng là đều là bánh tráng hết đúng không? Bạn nguyên liệu mình làm xong mình để trên đây nè. Dù quán bán thì cũng ít nhưng mà các bạn ở phương xa như ở Hà Nội, ở Mỹ, ở Pháp, ở Nhật rồi đó, thì mấy bạn hay đặt. Tại vì mình làm đóng gói bao bì kỹ rồi, nguyên liệu tự nhiên á. Là để được lâu. Khi mình làm cái bảng đó mình thấy tình cảm của mấy anh shipper sao chị? Thì trước đây mình làm mà mình không có nói. Tại vì nhưng mà dạo gần đây thì các anh cứ hay than á, hay tâm sự lại lấy thì bực mình nói kể nghe á, thì mình thấy thôi mình viết ra cái bảng gì mình khỏi phải nói nữa. Thì các anh cũng vui vẻ đón nhận, rồi nhận đơn của mình nhanh rồi giao cho khách cũng hài lòng, không có complain là chị ơi cái ông shipper đó ổng kỳ cục hay gì hay là cái anh đó sao. Giờ thì khách hàng cũng hài lòng, shipper họ làm việc cũng an tâm, mình thì mình bán được hàng. Thì là vui ơi. Thì là cái sự hỗ trợ quay lại thôi, chứ mình cũng cái đó là mình thấy là cái sản phẩm của mình thì mình chịu trách nhiệm về nó. Còn cái quá trình di chuyển thì các anh phải áp lực xe cộ nè, nắng mưa nè, rồi phí quản lý khách hàng nè, nên các anh cũng có những cái nỗi khổ. Ai làm cũng để kiếm sống thôi mà. Một ngày. Bánh tráng cuốn bơ phô mai. Là do có bơ phô mai á. Cái này là bơ phô mai. Đúng rồi. Phô mai. Ôi được, chị chủ hướng dẫn ăn luôn á. Tại vì cái món này là mới á, người ta không biết ăn, người ta quen chị mới biết ăn. Rồi em dưới lên thôi. Cái bơ phô mai này mình cũng là tự làm hả chị? Đúng rồi, nó béo lắm. Tại vì đánh bằng phô mai bò cừu với lại trứng gà. Vậy là chắc là mình cũng đáng thời gian để mình sáng tạo ra món mới ha. Đúng rồi. Cho khách. Chứ mình cứ bán thêm nhiều đó món khách họ cái thị hiếu nào mà cũng mới lạ. Em gắp cái này, chấm cho tương ớt lên. Mình gắp một miếng đi nha. Nó mềm hả chị, bên trái ngoài nó mềm, tại nãy mình ấy nước rồi. Địa chỉ mình cũng hơi hẻm, em không nhớ lắm. Địa chỉ của mình là 95/77, sẹt thêm 14 nữa, đường Lê Văn Lương, phường Tân Kiển, quận 7. Ở đây mình vào hộp hết trơn đó chị. Áo hộp, có lẽ bọc không? Bọc là cái này nè, em bánh tráng trộn truyền thống nè. Nhưng mà tại vì muốn quay cho là em nó đẹp quá, dễ ăn á, thì nó quay cái hộp. Mà cái hộp chỉ bán cho bánh tráng trộn hải sản thôi. Để em muốn ăn túi hay là ăn hộp? Tại chị nghĩ là em ăn ở đây nên chị làm hộp. Không, để túi cho em đi, tí em ăn cũng được. Nhưng mà em thấy là mình đa số mình lấy dùng hộp hay là cái túi có zip này hết ha. Tại vì em thấy thường ngày người ta bán nó cuộn cái bọc á.
Thì hồi trước á là quán mình á là xài cái túi cái hộp này nè, mà về sau á là thải ra môi trường nhiều quá không có tái chế được á. Mặc dù cái hộp thì nó đẹp nên về sau mình đổi thành bỏ vô cái túi ship vậy, thì mặc dù ăn nó cũng tiện lợi, với phần nữa là tái sử dụng được. Mình có bánh tráng trộn, bánh tráng cuốn, bánh tráng trộn truyền thống, trộn rong biển tỏi, trộn da giòn, trộn nói chung là nhiều loại. Nhưng mà cái món nào là món gọi là nổi bật nhất của cái quán mình? Nếu mà em ăn mới đầu ăn thì em ăn bánh tráng trộn truyền thống đi, với lại bánh tráng cuốn bơ phô mai. Dạ, vậy là em hai món đó mình làm luôn hả chị? Ừ đúng rồi, mình làm luôn. Đây là bên trong hàng của chị. Có một cái bảng nổi bật là lúc nãy mình vừa quay cho mọi người á, thì ở đây mình sẽ order hai món, đó là bánh tráng truyền thống và bánh tráng cuộn phô mai. Ở đây mình bán tới mấy giờ chị? Từ mấy giờ đến mấy giờ? Quán mình bán tới 6 giờ chiều, từ 12 giờ trưa đến 6 giờ chiều thôi. Dạ, tại sao mình bán khung giờ buổi ban ngày như vậy ạ? Tại vì hồi trước giờ quán mình là quán bán online, chủ yếu mình thường khách của mình là khách văn phòng, nên mình bán cái giờ hành chánh văn phòng á, để cho các bạn giao hàng đến cho các bạn ăn. Một phòng ở đây thì thường bao nhiêu ạ chị? Đồng trung bình á? Trung bình 18 ngàn không? Bán ở đây 18 ngàn ạ. Bán cho 2 ngàn cho tới 4 ngàn. Dạ, tùy cái phần khách chọn. Sắc nó dạng như mình ăn buồn buồn thì mình ăn cái này. Còn mình ăn mè bơ để chị nó cuốn. Ủa chị cuốn xong cho em chưa? Cái bạn này ăn bánh tráng cuốn phô mai. Không sao chị? Không sao đâu chị. Đây cái này làm chấm sốt mè bơ. Dạ, sốt mè bơ. Màu đỏ hả? Đúng rồi, đúng rồi. Rồi, con đi. Dạ.